Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Tân của huấn luyện viên Singapore muốn dập tắt sự hoài nghi tại AFF Cup 2022. Ông Takayuki cho biết tuyển Singapore sẽ đặt quyết tâm để đoạt ngôi vô địch Đông Nam Á. Khi đội Singapore được đánh giá không cao trong việc tranh cúp AFF Cup 2022, ông huấn luyện viên của Singapore, nhà cầm quân người Nhật, đã bắt đầu thích nghi với công việc. Mặc dù ông vẫn đang làm quen với cái nóng và độ ẩm và khả năng giao tiếp tiếng Anh kể từ khi nắm bắt đội tuyển Singapore. Tuy vậy, ông sắp phải đối mặt với thử thách lớn trên cương vị hiện tại của mình, nơi họ sẽ ra quân tại bảng B gặp Myanmar vào ngày 24 tháng 12. Ông cho biết, nếu các cầu thủ, thành viên và người hâm mộ đoàn kết, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi có thể giành được kết quả tốt và đánh bại các đội mạnh hơn như các đội yếu hơn đã làm ở World Cup. Những chú sư tử đã 4 lần vô địch Đông Nam Á, nhưng nay đang ở vị trí số 160 thế giới nên không được đánh giá cao ở AFF Cup 2022. Tuyển Singapore có 6 trận thắng với hai đối thủ đầu tiên ở bảng B là Malaysia và Lào. Họ sẽ cần duy trì thành tích này để có thể giành quyền vào bán kết. Trước trận mở màn gặp Myanmar, ông Nishigaga đã khẳng định tuyển Singapore có thể cạnh tranh với các đối thủ mạnh nhất khu vực là Việt Nam và đơn kim vô địch Thái Lan để hướng tới danh hiệu thứ 5. Còn Myanmar và Thái Lan sẽ khó lường vì đội hình có nhiều gương mặt mới. Tôi hiểu chức vô địch lần này quan trọng như thế nào đối với bóng đá Singapore. Tôi cũng hiểu tình hình ở bảng của chúng tôi và một số đối thủ. Và tất nhiên, chúng tôi đặt mục tiêu vào bán kết một lần nữa. Nhưng toàn đội phải tập trung để hoàn thành mục tiêu ở trận ra quân trước đã. Chiến lược gia này cũng đặt quyết tâm làm nên chuyện ở AFF Cup 2022 để dập tắt những hoài nghi kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Singapore do chưa có nhiều kinh nghiệm. Mục tiêu ở vòng loại ASEAN Cup của ông không được như ý do có ít thời gian để truyền đạt triết lý bóng đá của mình. Những chú sư tử biển chỉ thắng 1 trong 6 trận mà ông cầm quân. Tuyển Singapore được đánh giá có sự chuẩn bị tốt khi trải qua đợt huấn luyện từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 12 ở Chiba, Nhật Bản. Cũng là lần đầu tiên ông Nishigawa được làm việc dài ngày với các tuyển thủ. Ông mất khoảng 1 tuần để làm quen trước khi thử nghiệm các ý đồ của mình. Tại đây, tuyển Singapore đã thua 3 trên 7 trận trước đội Yokohama, giải 3 của Nhật Bản. Và sau đó là 2 thất bại, 1-5 và 0-2 trước đại học Jiutsu Keizai. Nhưng ông Nishiyama không quá lo lắng về kết quả không tốt ở trận giao hữu này. Chúng tôi đã sử dụng trận đấu này để đánh giá tất cả 29 cầu thủ tập trung ở đợt huấn luyện lần này. Và đây cũng là cơ hội để thử nghiệm cho các chiến thuật khác nhau chuẩn bị cho AFF Cup. Đã có những tín hiệu tích cực trong lối chơi của đội tuyển Singapore trong trận giao hữu thắng Maldives 3-1 trên sân Jalan Bisa vào ngày 17 tháng 12. Quay trở lại với đội tuyển Lào, Billy Kekafonphone cảm thấy giải đấu khép lại với mình sau hiệp 1 trận đấu giữa Lào với Việt Nam diễn ra vào tối ngày 21 tháng 12. Tôi cảm thấy không ổn về mắt cá chân của mình nên xin huấn luyện rút ra. Tôi nghĩ với chấn thương này, AFF Cup 2022 khép lại với mình. Tôi rất tiếc vì điều đó. Đánh giá về tuyển Việt Nam trong lần thứ 2 gặp mặt, cầu thủ từng chơi ở V-League 1 nói: "Việt Nam là đội bóng chất lượng. Họ vẫn duy trì sức mạnh như một năm về trước ở AFF Cup 2020. Trình độ của hai đội bóng có sự chênh lệch khá xa và không thể săn bằng ngay dù Lào đã chuẩn bị khá kỹ." Trong phòng họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Michael Weil cũng tỏ ra thất vọng khi nhiều khả năng sẽ mất Billy Kekafonphone trong 3 trận đấu còn lại của bảng B gặp Singapore, Malaysia và Myanmar. Điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến công tác chuẩn bị cho Lào đã làm trong vài tháng qua. Billy Kekafonphone có thể sẽ không tham gia giải đấu nữa. Tất nhiên, việc vắng cậu ấy sẽ tác động lớn đến đội bóng. Billy Kekafonphone là cầu thủ to khỏe, bù lắp cho dàn cầu thủ trẻ của Lào. Billy Kekafonphone thi đấu 45 phút nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Anh không có pha dứt điểm nào về phía khung thành của đội tuyển Việt Nam. Việc đối thủ áp đặt lối chơi khiến chân sút sinh năm 1990 phải lùi về sân để hỗ trợ phòng ngự. Anh thường nhận bóng ở tư thế quay lưng với khung thành của đội bạn. Tuyển Việt Nam cũng xác định đây là mối nguy hiểm cao nhất của Lào. Do đó, ngay khi Billy Kekafonphone có bóng, các bóng trắng nhanh chóng vây giáp. Billy Kekafonphone buộc phải chuyền bóng hoặc mất bóng vào chân của hậu vệ Việt Nam. Bỏ qua Billy Kekafonphone, Văn Hậu chơi khởi sắc khi được huấn luyện viên Park góp ý. Văn Hậu đá chính trong chiến thắng 6-0 của đội tuyển Việt Nam trước Lào ở loạt trận đầu tiên của bảng B AFF Cup 2022. Cầu thủ sinh năm 1999 là quân bài chủ chốt trong hiệp 1 của đội tuyển Việt Nam. Ông Park chỉ đạo dồn bóng sang cánh trái để Văn Hậu tạt vào và phối hợp, nhưng Văn Hậu không thể thực hiện được nhiều pha bóng như vậy. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhanh chóng gọi Văn Hậu lại để chỉ đạo chiến thuật. Khi tuyển Việt Nam tập trung vào cánh trái của đối thủ, Văn Hậu cần chơi hiệu quả và đơn giản hơn. Trung vệ Nguyễn Thành Trung cũng động viên đàn em trở lại thi đấu tốt. Bản thân của Văn Hậu cũng có vẻ hơi ngợp khi bóng liên tục được dồn về mình từ đầu trận đấu. Chỉ ít phút sau đó, Văn Hậu có cú tạt đầu tiên vào vòng cấm địa. Bóng tìm đúng chỗ Nguyễn Tiến Linh và chân sút này không bỏ lỡ cơ hội và mở tỷ số bằng đầu. Bàn thắng của Tiến Linh giúp đội tuyển Việt Nam giải tỏa tâm lý. Văn Hậu cũng phá vỡ lấn cấn để chơi thoải mái hơn. Sang hiệp 2, Văn Hậu trực tiếp ghi tên mình vào danh sách ghi bàn. Anh có pha đón điểm rơi và xử lý khéo léo giữa hai hậu vệ Lào. Văn Hậu tung cú chip nâng tỷ số lên 4-0. Cuối cùng thì Văn Hậu cũng có bàn thắng cho riêng mình. Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam ghi được 6 bàn. Sau khi ghi bàn, Văn Hậu được huấn luyện viên Park Hang-seo rút ra để nghỉ dưỡng cho trận gặp Malaysia vào 27 tháng 12 trên sân Mỹ Đình. Văn Hậu có dấu hiệu tâm lý những phút đầu tiên của hiệp 1 khiến ban huấn luyện và đồng đội lo lắng và phải gọi anh vào để góp ý. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.